92 ca test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, trường học đóng cửa khẩn cấp. Việt Nam công bố ghi nhận 3.595 ca nhiễm mới, 64 ca tử vong trong vòng 24 giờ. Phó Thủ tướng không quay lại thời giãn cách cả tỉnh. Phong tỏa các ổ dịch trong cộng đồng ở Cần Thơ. Toàn thế giới vượt mốc 245 triệu ca mắc Covid-19 sống một cách có chủ đích. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị khán thính giả của DKN TV. Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin sức khỏe sáng nay ngày 27 tháng 10. Kính thưa quý vị, trong 24 giờ qua Việt Nam công bố đã ghi nhận 3.595 ca nhiễm mới, trong đó có 3.592 ca nhiễm trong nước ghi nhận tại 49 tỉnh, thành phố, giảm 28 ca so với ngày hôm trước, 2.989 người khỏi bệnh, 64 người tử vong. Số ca tử vong ghi nhận trong khoảng thời gian 24 giờ qua tại từng địa phương cụ thể như sau. Thành phố Hồ Chí Minh 27, Bình Dương 14, Đồng Nai 4, Tiền Giang, Long An, Bạc Liêu, Tây Ninh và An Giang đều ghi nhận 3 ca tử vong. Ninh Thuận, Cần Thơ, Cà Mau và Nghệ An đều ghi nhận 1 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong khoảng thời gian 24 giờ qua ghi nhận tại từng địa phương cụ thể như sau. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 783 ca mắc mới. Số ca nhiễm mới phát sinh trong khoảng thời gian 24 giờ qua ghi nhận tại từng địa phương cụ thể như sau. Thành phố Hồ Chí Minh 783 ca mắc mới, Bình Dương 528,

Cà Mau 32, Quảng Nam 28, Hà Giang 28, Hậu Giang 27, Nam Định 26, Bình Định 23, Bình Phước 23, Bến Tre 19, Vĩnh Long 18, Hà Nội 18, Đồng Tháp 17, Thừa Thiên Huế 12, Ninh Thuận 11, Hà Nam 11, Hưng Yên 8, Quảng Ngãi 8, Đắk Nông 7, Lâm Đồng 6, Sơn La 4, Quảng Bình 3, Đà Nẵng, Phú Yên, Vĩnh Phúc, Kon Tum, Bắc Giang, Lai Châu, Tuyên Quang đều ghi nhận 2 ca mắc mới. Các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Dương đều ghi nhận 1 ca mắc mới. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng số 896.174 ca nhiễm. Trong số đó có 810.290 ca đã khỏi bệnh, 64.085 ca đang phải điều trị và 21.802 người đã tử vong. Phó Thủ tướng không quay lại thời giãn cách cả tỉnh. Thưa quý vị, mới đây Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nêu, chuyển sang trạng thái bình thường mới phải tuân thủ 5K, không để quay lại thời giãn cách cả tỉnh, cả khu vực, mà chỉ quy mô cấp xã, huyện. Thông tin nói trên được nêu tại cuộc họp trực tuyến về phòng chống Covid-19 với 19 tỉnh thành phía Nam vào chiều 26 tháng 10. Ông Vũ Đức Đam dẫn chứng, Vừa qua, nhiều nước có tỷ lệ tiêm vaccine đủ liều rất cao, nhưng vẫn phải tái phong tỏa do không thực hiện đầy đủ biện pháp chống dịch. Vì vậy, các địa phương cần sẵn sàng kịch bản linh hoạt, sát thực tiễn để ứng phó khi có ca bệnh. Đơn cử, một dây chuyền sản xuất có ca nhiễm thì quyết định dừng ca nhà máy hay chỉ một phân xưởng, một ca kiếp sản xuất, phụ thuộc rất nhiều vào sự chỉ đạo, bản lĩnh, trách nhiệm của lãnh đạo địa phương. Ông Đam lấy ví dụ, theo báo cáo của Bộ Y tế, số ca mắc mới COVID trên cả nước trong nửa tháng qua đã giảm gần một nửa so với nửa tháng trước đó. Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, số ca nhiễm mới và tử vong giảm rõ rệt. Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Tăng Chí Thượng cho biết, tuần vừa qua, thành phố ghi nhận số ca tăng nhẹ tại một số quận huyện khi xét nghiệm nhanh các công nhân quay trở lại làm việc. Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung khoanh vùng xét nghiệm nhanh tại nơi ở của công nhân bị nhiễm, phát hiện sớm, phân loại, điều trị kịp thời những người nhiễm. Trong khi đó, số lượng ca nhiễm tại các tỉnh tây nam bộ tăng chủ yếu do người về từ vùng dịch. Thượng tướng võ minh lương cho rằng các tỉnh này cần tăng cường xét nghiệm tầm soát, truy vết f không ngoài cộng đồng, nhất là khi tỷ lệ người dân được tiêm vaccine còn thấp, năng lực hệ thống y tế yếu kém. Theo thống kê, từ ngày 7 đến ngày 25 tháng 10, 381.000 người đã di chuyển về các tỉnh, hầu hết đã được lấy mẫu xét nghiệm trong đó ghi nhận 6.222 ca dương tính. Nhiều địa phương phản ánh đã gặp khó khăn khi áp dụng biện pháp quản lý người trở về từ tỉnh nguy cơ cấp 1, cấp 2, nhưng lại cư trú ở xã phường nguy cơ cấp 3, cấp 4. Nhiều người dù đã tiêm vaccine vẫn bị nhiễm. Nếu chỉ cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các tỉnh phối hợp chặt chẽ, cùng chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, tăng cường kiểm soát người từ nơi khác về. Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Thông tin Truyền thông khẩn trương kết nối, liên thông dữ liệu để xác định người đến từ tỉnh khác từng cư trú ở địa bàn cấp độ mấy. Cũng tại cuộc họp, các tỉnh thành phía Nam gửi nhu cầu về sinh phẩm xét nghiệm để Bộ Y tế cân đối hỗ trợ. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, phải tiếp tục nâng cao cảnh giác trước nguy cơ dịch bệnh tại các tỉnh Tây Nam Bộ. Khi lượng người từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An về khu vực này rất đông với tỷ lệ người nhiễm khoảng 1,6%, tiềm ẩn khả năng lây lan ra cộng đồng rất lớn, đặc biệt là đối với địa bàn chưa kịp tiêm bao phủ vaccine mũi 1. Ông Long nói, Hệ thống y tế sẵn sàng ứng phó nguy cơ dịch bệnh ở cấp độ 4, nhất là oxy y tế, tháp điều trị 3 tầng, lập trạm y tế lưu động. 92 ca test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, trường học đóng cửa khẩn cấp. Kính thưa quý vị, vào tối ngày 26 tháng 10, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Quảng Nam thông tin, tỉnh này vừa ghi nhận 20 ca nhiễm COVID-19 và 112 trường hợp có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 tại huyện Nam Trà My. Cụ thể, từ ngày 24 tháng 10 đến chiều 26 tháng 10, huyện Nam Trà My đã ghi nhận 20 ca nhiễm COVID-19 đã được công bố ở xã Trà Mai và xã Trà Tập. Trong đó có một ca ở trường tiểu học Kim Đồng, một ca ở trường phổ thông dân tộc Bán Chú, trung học cơ sở Trà Tập. 4 ca ở trường phổ thông dân tộc nội trú Nam Trà My và 2 ca ở trường trung học cơ sở Trà Mai. Ngoài ra, trong số 112 trường hợp có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, có 92 ca ở trường phổ thông dân tộc nội trú Nam Trà My, 3 ca tại trường trung học cơ sở Trà Mai, 2 ca tại trường tiểu học Kim Đồng. Ông Võ Đăng Thuận, trường phòng giáo dục và đào tạo huyện Nam Trà My cho biết, ngay khi nắm bắt được những trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn hai xã Trà Mai và Trà Tập, Ủy ban nhân dân huyện đã quyết định cho học sinh ở các trường thuộc địa bàn nghỉ học kể từ ngày 26 tháng 10 cho đến khi có thông báo mới. Phong tỏa các ổ dịch trong cộng đồng ở Cần Thơ. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 10, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19, phường An Cư, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ phát thông báo khẩn về các địa điểm nguy cơ liên quan đến chùm ca mắc COVID tại hẻm 125 Hoàng Văn Thụ và đường Đề Thám. Ngoài công tác kiểm tra, truy vết, xét nghiệm, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 phường An cư cũng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa hẻm 125 Hoàng Văn Thụ. Trước đó, thành phố Cần Thơ phát hiện 27 ca F0 tại nhà máy chế biến thủy sản cá Việt Nam thuộc khu công nghiệp Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. Ngành chức năng đã tiến hành phong tỏa nhà máy và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên, ghi nhận thêm 10 mẫu, gộp 10 dương tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp nghi nhiễm đã được lấy mẫu xét nghiệm PCR và đang chờ kết quả. Tiếp theo chương trình là thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới. Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 22 giờ ngày 26 tháng 10 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 245.007.726 ca nhiễm COVID-19. Trong số đó có 4.973.772 người đã tử vong. Tại châu Á, Bộ Y tế Lào cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận 770 ca mắc mới và 3 ca tử vong. Trong số các ca mắc mới có 766 ca nhiễm cộng đồng ghi nhận tại 13 tỉnh thành. Đáng chú ý, tình hình dịch bệnh tại thủ đô Viêng Chăn của Lào vẫn phức tạp khi gần như toàn bộ các quận, bản trên địa bàn đều có các ca mắc và số lượng địa điểm có nguy cơ cao vẫn đang tăng lên. Trong 24 giờ qua, thủ đô Viêng Chăn đã ghi nhận số ca nhiễm cộng đồng tăng vọt và đứng đầu cả nước với 337 ca. Cho đến nay, tổng số ca nhiễm COVID tại Lào là 37.018 ca, trong đó có 56 trường hợp tử vong. Bộ Y tế Lào cũng vừa công bố mẫu thẻ tiêm vaccine có tích hợp mã QR cá nhân, giúp bảo đảm tính xác thực, dễ theo dõi và thuận tiện cho việc sử dụng ở nước ngoài. Việc tích hợp mã QR vào thẻ tiêm chủng COVID của Lào được Tổ chức Y tế Thế giới WHO hỗ trợ, gồm có thông tin cá nhân, loại vaccine đã tiếp nhận và sẽ cấp cho người vừa mới hoàn thành các mũi tiêm. Tuy nhiên, Bộ Y tế Lào vẫn chưa đề cập đến việc cập nhật chứng nhận tiêm chủng có mã QR của những người đã được cấp thẻ tiêm kiểu cũ. Tại Campuchia, Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen tuyên bố, chính phủ nước này đang chuẩn bị cho quá trình phục hồi kinh tế và đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường trước khi kết thúc năm 2021, dựa vào cách tiếp cận mới của chính phủ về sống chung với Covid. Theo đó, từ đầu tháng 10, Thủ tướng Hun Sen đã chỉ đạo giới chức nước này dừng xét nghiệm nhanh đối với những người không có triệu chứng. Từ đó, số ca nhiễm mới tại Campuchia bất ngờ giảm sâu. Theo chính sách mới này của chính phủ, người dân Campuchia đã trải qua 26 ngày sống trong trạng thái bình thường với số ca mắc mới liên tục ở mức thấp. Theo dữ liệu của Bộ Y tế Campuchia công bố ngày 26 tháng 10, trong 24 giờ qua, nước này có 112 ca mắc, mức thấp nhất kể từ ngày 5 tháng 4. Trong khi số ca tử vong mới là 8 ca. Trong nỗ lực mở rộng thêm chương trình tái mở cửa biên giới, Singapore thông báo bắt đầu từ ngày 8 tháng 11 tới, những du khách từ Australia và Thụy Sĩ đã được tiêm phòng vaccine đầy đủ sẽ có thể nhập cảnh vào nước này mà không cần phải thực hiện các biện pháp cách ly. Việc bổ sung Australia vào chương trình làn đi lại tiêm chủng VTL của Singapore sẽ cho phép cư dân Australia được phép đi lại giữa hai nước mà không cần phải cách ly bắt đầu từ ngày 8 tháng 11 tới. Ngược lại, những người có thẻ kinh doanh và sinh viên từ Singapore dự kiến cũng sẽ được hưởng các quy định tương tự trước ngày 23 tháng 11. Trong khi đó, Thụy Sĩ đã mở cửa biên giới cho tất cả du khách đến từ Singapore. Do vậy, việc mở rộng chương trình VTL của Singapore đối với Thụy Sĩ giúp cho cư dân Singapore có thể đi đến các quốc gia này và quay trở về mà không cần phải cách ly. Tuy vậy, cư dân Singapore muốn tới Australia để du lịch giải trí sẽ cần phải đợi một khoảng thời gian nữa để có thể đi lại mà không phải cách ly. Phía Australia cho biết, điều này có thể diễn ra trước tháng 12. Cả Australia và Thụy Sĩ đều có mối quan hệ kinh tế vững mạnh với Singapore và cả hai nước đều có tỷ lệ các ca nhiễm Covid ở mức tương tự hoặc thấp hơn so với Singapore và các nước khác đã nằm trong chương trình VTL. Với việc bổ sung Australia và Thụy Sĩ vào danh sách các nước có VTL với Singapore, dự kiến số lượng 3.000 hành khách đi lại mỗi ngày thông qua các VTL hiện tại sẽ được tăng lên 4.000 người. Trong một diễn biến có liên quan, Trung Quốc ngày 26 tháng 10 thông báo phong tỏa thành phố Lan Châu, thủ phủ của tỉnh Can Túc ở phía Tây Bắc, trong nỗ lực ngăn bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng. Trước đó, Trung Quốc thông báo trong số 29 ca mắc mới trong cộng đồng có 6 ca ở Lan Châu giới chức lan châu cho biết người dân được yêu cầu chỉ được phép ra khỏi nhà trong những trường hợp thực sự cần thiết việc ra vào thành phố của người dân sẽ được kiểm soát rất nghiêm ngặt ngoại trừ các trường hợp khám chữa bệnh và cung cấp hàng hóa thiết yếu tại hà lan chính phủ đang cân nhắc các biện pháp mới nhằm giảm số ca mắc covid đang tăng nhanh ở nước này trước đó vào cuối tháng 9, hà lan đã nới lỏng các biện pháp hạn chế kể từ đó số ca mắc covid gia tăng trở lại và nhiều bệnh nhân nhập viện hơn bất chấp tỷ lệ bao phủ vaccine rất cao Viện Môi trường và Y tế Công cộng Quốc gia Hà Lan cho biết, kể từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 10, nước này ghi nhận thêm 5.331 ca mắc mới, giảm khoảng 1.000 ca so với ngày 23 tháng 10. Tuy nhiên, số ca mắc nhìn chung vẫn tăng mạnh, với mức tăng trung bình hàng tuần là 5.272 ca một ngày. Dự kiến chính phủ Hà Lan sẽ công bố các biện pháp này trong cuộc họp báo vào ngày 2 tháng 11 tới. Về phần mình, Cộng hòa Séc đã áp dụng một số biện pháp hạn chế mới kể từ ngày 25 tháng 10. Theo đó, người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang tại những địa điểm có không gian kín, nơi làm việc, nơi tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng và trong các cửa hàng. Một số biện pháp khác sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 11. Trong đó có quy định rút ngắn thời gian hiệu lực của xét nghiệm PCR từ 7 ngày xuống còn 72 giờ và xét nghiệm kháng nguyên từ 72 giờ xuống còn 24 giờ. Các nhà hàng và quán bar sẽ phải kiểm tra chứng chỉ tiêm vaccine và xét nghiệm COVID việc xét nghiệm PCR và kháng nguyên sẽ không còn được miễn phí đối với người trên 18 tuổi. Theo dữ liệu của Bộ Y tế Cộng hòa Séc, trong ngày 24 tháng 10, nước này liên tiếp ghi nhận trên 1.800 ca mắc mới COVID-19. Số lượng bệnh nhân COVID phải nhập viện cũng tăng lên gần 900 người, trong đó có hơn 130 ca ở trong tình trạng nghiêm trọng. Hiện nay, tình hình dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng ở Cộng hòa Séc, bất chấp tỷ lệ bao phủ vaccine cao. Tại Mỹ, Cơ quan An toàn Giao thông Mỹ TSA đã ra mức phạt tổng cộng 2.350 đô la Mỹ đối với 10 hành khách không tuân thủ quy định đeo khẩu trang bắt buộc khi đi máy bay từ hồi tháng 2, mặc dù có hàng nghìn báo cáo về các hành khách không tuân thủ quy định này. Các nghị sĩ Hoa Kỳ đã kêu gọi thực thi hình phạt tiền nhằm kiềm chế số vụ hành khách gây rối khi đi máy bay liên quan tới việc đeo khẩu trang đang gia tăng đe dọa tới sự an toàn và sức khỏe của các nhân viên thuộc TSA, nhân viên sân bay và các hãng hàng không, phi hành đoàn và các hành khách khác. Quy định này đã trở thành nguyên nhân gây ra một số vụ tranh cãi, nhất là trên các chuyến bay của các hãng hàng không Mỹ, do một số hành khách không chịu đeo khẩu trang. Cơ quan hàng không Liên bang Mỹ FAA cũng đã nhận được báo cáo về 4.837 hành khách bị cáo buộc là ngỗ nghịch, trong đó có 3.511 hành khách không đeo khẩu trang. Để kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài chia sẻ Sống một cách có chủ đích của tác giả Mike Dongier đăng trên thời báo Epoch Times vào ngày 20 tháng 9. Tác giả bắt đầu câu chuyện. Cách nhanh nhất để có được một cuộc sống tốt hơn là bạn nên loại bỏ những gì làm phiền đến bạn. Tôi có thể đoán hai điều về bạn. Bạn đang đọc bài viết này. Vì vậy, có khả năng bạn là một người thường xuyên đọc các lời khuyên làm thế nào để sống tốt hơn. Bạn đã dừng lại và đọc về chủ đề làm thế nào để sống có chủ đích hơn. Điều này cho tôi biết rằng có thể bạn chưa tìm thấy chủ đích riêng cho mình. Không sao cả, không phải ai cũng tìm được chủ đích riêng cho mình. Điều đầu tiên tôi muốn nói về việc sống một cuộc sống có chủ đích đó là một hướng đi chứ không phải là nơi để dừng chân đó là một công cụ chứ không phải thước đo của cuộc sống cuộc sống là thứ cần được đón nhận với lòng biết ơn xứng đáng được tận hưởng và cách sống có chủ đích không phải là vấn đề cần được tối ưu hóa sống có chủ đích giúp ta loại bỏ những phiền nhiễu và cho phép ta tập trung vào những gì thực sự có ý nghĩa và quan trọng trong cuộc sống Vậy sao chúng ta lại không sống có chủ đích? Theo kinh nghiệm của tôi, có một vài trở ngại thường xuyên xảy ra khi chúng ta quyết định bắt đầu sống có chủ đích. Rào cản đầu tiên mà chúng ta thường gặp phải là vì có quá nhiều cách sống để chúng ta lựa chọn. Chúng ta có quá nhiều ý tưởng về kiểu người mà chúng ta muốn trở thành, hoặc chúng ta đã bắt đầu đi theo một con đường riêng do mình đã lựa chọn. Rồi lúc nào đó, ta đọc một cuốn sách hoặc một bài báo hay và sau đó bị kéo đi sang một hướng khác. Một phần là do chúng ta lo sợ bị bỏ lỡ thứ gì đó tốt đẹp hơn. Rào cản thứ hai thường liên quan đến tính bền vững. Chúng ta hay đòi hỏi quá nhiều, thay đổi quá nhanh và thường gánh vác nhiều hơn những gì chúng ta có thể gánh vác được. Chúng ta thường hay thêm nhiều tập quán và thói quen mới vào trong cuộc sống của mình nhưng toàn bộ sẽ tan rã ngay nếu ta đụng phải căng thẳng trong cuộc sống. Giải pháp cho các vấn đề phức tạp. Tôi đã bị thuyết phục rằng khi tôi đang cố gắng tìm ra giải pháp cho một vấn đề phức tạp như cách sống có chủ đích thì điểm tốt nhất để bắt đầu là xem xét những gì có thể loại bỏ thay vì thêm chúng vào. Phép trừ mạnh hơn nhiều so với phép cộng. Hãy để tôi minh họa bằng một ví dụ đơn giản. Từ xưa đến nay, con người ta sống và làm việc dưới ánh nắng mặt trời, nhưng trong 50 năm qua, tỷ lệ ung thư da đã tăng cao cùng với doanh số kem chống nắng cũng tăng cao. Cả hai tỷ lệ thuận với nhau, như vậy vấn đề nằm ở đâu? Khi chúng ta bắt đầu sử dụng kem chống nắng thường xuyên, giải quyết vấn đề bằng cách bổ sung, chúng ta cũng bắt đầu tiếp xúc với các hóa chất mới chưa được thử nghiệm trong thời gian dài. Một số trong số chúng hiện có liên quan đến một số loại ung thư. Đồng thời, chúng ta hiện có hơn 40% dân số Hoa Kỳ thiếu sinh tố vitamin D. Cho dù kết quả của những ví dụ cụ thể này là gì, việc thêm bất cứ thứ gì vào một hệ thống phức tạp sẽ tạo ra những tác động thứ cấp khó có thể đoán trước được. Theo tôi, lựa chọn an toàn hơn là nên ít phụ thuộc vào kem chống nắng hơn, giải quyết vấn đề bằng phép trừ. Tìm bóng dâm, tránh ánh nắng mặt trời vào những thời điểm nóng nhất trong ngày và mặc quần áo bảo vệ làn da của bạn bao gồm cả nón rộng vành ngoài ra đừng dành cả tuần ở trong nhà và sau đó là dành cả cuối tuần để đi tắm nắng ở bãi biển hãy phơi nắng giảm dần với liều lượng ít hơn hãy thoa kem chống nắng khi thực sự cần thiết nếu bạn không thể tự bảo vệ mình một cách an toàn đơn giản chỉ có vậy thôi sống có chủ đích bằng phép trừ. Ý tưởng loại bỏ hoặc giảm bớt này có thể mang lại hiệu quả trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống chúng ta. Nó rất giống với khái niệm cắt tỉa một bụi cây hoặc một cái cây để làm cho cây khỏe mạnh và đâm chồi nhiều hơn. Mặc dù bạn có thể bị cám dỗ để thực hiện một loạt các thay đổi hoặc bổ sung trong cuộc sống của mình, nhưng bí quyết thực sự là tập trung. Có một câu nói tuyệt vời của Steve Jobs về chủ đề này như sau: Mọi người thường nghĩ rằng tập trung nghĩa là nói có với điều bạn phải tập trung vào, nhưng không phải nghĩa đó. Tập trung có nghĩa là nói không với hàng trăm ý tưởng ngổn ngang đẹp đẽ đang hiện hữu. Bạn phải lựa chọn cẩn thận. Tất nhiên là ông ấy đúng, sống có chủ đích, không phải lúc nào bạn cũng nói có mà là bạn nên nói không nhiều hơn không phải những gì bạn đang bắt đầu làm, mà là những gì bạn đang ngừng làm. Dọn dẹp sạch phần gốc rễ bị chết, cắt tỉa những cành yếu và những cây già cỗi, mầm xanh và hoa trái sẽ tự nhiên sinh trưởng. Khi bạn tập trung vào việc loại bỏ, giả sử như những điều phiền nhiễu lớn nhất hoặc thói quen tồi tệ nhất của bạn, bạn sẽ không bị xa lầy vào một biển cả với nhiều khả năng kích hoạt hoặc một danh sách dài với các kỹ thuật tự trợ giúp mới để bạn thử. Bạn cũng không bị choáng ngợp khi làm quá nhiều việc và thay đổi quá nhanh, bởi vì loại bỏ là một cách đơn giản và mạnh mẽ hơn nhiều để cải thiện cuộc sống của chính bạn. Mọi người đều biết sự phân tâm lớn nhất của họ và quen thuộc với những thói quen tồi tệ nhất của họ. Cho đến khi bạn tự chủ động chăm sóc cái cây ăn trái này của bạn thì bạn không cần phải tập trung vào việc gì nữa. Bắt đầu cắt cành và tỉa cây. Nếu bạn đã sẵn sàng để bắt đầu cắt tỉa, đây là một số việc ban đầu. Loại bỏ các yếu tố gây sao nhãng. Điều gì hiện đang ngốn hết thời gian của bạn nhưng lại không tăng thêm giá trị về mặt nghỉ ngơi, hưởng thụ hoặc ý nghĩa thực sự xóa những hoạt động này ra khỏi cuộc sống của bạn hoặc đặt chúng vào những thời điểm cụ thể khác. Có thể bạn thích thứ gì đó nhưng cảm thấy khó thực hiện. Hãy thử nhịn chúng trong một thời gian. Loại bỏ những thói quen tồi tệ nhất của bạn. Có rất nhiều ẩn số khi bạn thêm vào một thói quen mới nào đó trong cuộc sống của bạn. Chẳng hạn như tôi nên bắt đầu từ đâu? Nó sẽ bền vững không? Tôi có đủ thời gian cho việc này không? Thay đổi này sẽ có tác động như thế nào? Đây là một công thức cho sự không chắc chắn và thiếu tự tin. Nhưng bạn đã biết những thói quen tật xấu của mình là gì và hiểu rõ về tác động tiêu cực của nó đối với cuộc sống của chính bạn. Giải quyết những thói quen xấu của bạn chính là một việc nên làm và thường có kết quả tốt và cũng là việc nên làm nếu bạn muốn thay đổi chính mình. Ngừng đọc Self-Help Sách và blog về self-help như sách này có thể là nguồn cảm hứng và lời khuyên ban đầu tuyệt vời để bạn có thể tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống. Nhưng tôi nhận thấy rằng rất nhiều người thường gặp khó khăn ở bước này. Suy nghĩ và đọc về việc thay đổi cuộc sống của họ mang lại cho họ cảm giác tự kiểm soát, không có bất kỳ phần khó khăn nào. Đây là lý do tại sao tôi nghĩ rằng đó là lời khuyên quan trọng rằng một khi bạn đã quyết định bắt đầu sống có chủ đích, và bạn có ý tưởng chung về hướng mình đang hướng tới, bạn nên cắt bớt việc đọc và bắt đầu thực hiện. Nói không với những cơ hội tốt. Không thiếu những cơ hội tốt và những thú vị để theo đuổi trong cuộc sống. Lý do mà hầu hết mọi người không sống có chủ đích là hiếm khi họ ngồi yên một chỗ và không làm gì cả ngày, mà điển hình hơn là họ bị kéo theo hàng trăm hướng khác nhau và không bao giờ thực sự tập trung nỗ lực của mình vào việc gì nhất định. Đừng để bị phân tâm bởi những thứ đánh bóng trong cuộc sống. Hãy tiếp tục loại bỏ những thứ gây sao nhãng, loại bỏ những thói quen tật xấu và nên tập trung vào một vài điều thực sự quan trọng đối với bạn. Thực hiện các ý tưởng đơn giản một cách nghiêm túc. Nếu bạn muốn bắt đầu sống có chủ đích, bạn cần phải từ bỏ ý nghĩa rằng có một công thức kỳ diệu nào đó mà bạn chưa khám phá ra. Bí mật là thực hiện những ý tưởng đơn giản một cách nghiêm túc. Bạn không cần phải bắt đầu bằng cách thêm bất cứ thứ gì vào cuộc sống của mình. Việc trước tiên là nên loại bỏ, bớt đi. Bạn không cần thêm thông tin, chỉ cần bắt đầu làm. Kính thưa quý vị, phần chia sẻ về chủ đề sống có chủ đích đã kết thúc bản tin sức khỏe sáng nay ngày 27 tháng 10 của DKN TV cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho chương trình kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe xin kính chào và hẹn gặp lại